Trời, vợ yêu của anh ơi. Vợ yêu của anh đây. Mày nói im đi, cho chồng tao ôm một tí thôi, không làm gì mày đâu. Tao muốn mày ngủ với chồng tao. Mày bị điên à? Hết cái để đùa rồi. Tao đâu có đùa, tao đang nhờ mày giúp thật mà. Linh, tao bị viêm nhiễm phụ khoa, bây giờ ngày nào ấy tao phải đi chữa bệnh cả. Mà chuyện này tao đâu có dám nói với cả ông Thắng. Mày thừa biết cái tính ghen bóng ghen gió của ông ấy mà. Mà vợ thì bị, chồng thì không bị. Kiểu gì ông ấy lại suy diễn, tao đi lang trạm bên ngoài đấy. Ừ thì cố sinh hoạt, nhưng mà mấy cái bệnh viêm nhiễm này phụ nữ dễ bị hơn là nam giới mà. Ừ, thì cái chuyện này chỉ có chị em mình hiểu và thông cảm cho nhau thôi, chứ đàn ông họ đâu có hiểu đâu. Nhất là cái tính lâu vời thinh kinh của chồng tao nữa, nên tao có dám chữa vào ban ngày đâu. Tao xin phòng khám ý, là cho tao chữa vào ban đêm. Lúc ấy tao nhảy ra ngoài thì ông Thắng không phát hiện. Thế thì mày cứ việc nhảy ra ngoài thôi, sao phải nhớ đến tao làm gì? Không được, lão chồng tao ngủ thính lắm, mà quen hơi vợ nằm cạnh rồi. Bây giờ mà không có người ngủ cùng ý, là kiểu gì cũng tỉnh. Linh, mày giúp tao đi mà Linh. Biết là thế nhưng mà tao sợ lắm. Sao lại sợ? Bây giờ lão chồng của tao ấy ngày nào cũng uống thuốc bổ, cứ đến 9-10 giờ là díu cả mắt vào rồi. Bây giờ chỉ cần có người nằm cạnh thôi là lão không tỉnh nữa. Đi, mày giúp tao nhá. Nhưng mà tao thấy không ổn đâu. Làm sao mà tao dám ngang nhiên ngủ với cả chồng của bạn thân của mình? Tao nhát lắm, tao không dám đâu. Này Linh, mày có phải bạn thân của tao không đấy? Mày là người tao tin tưởng nhất đấy. Bây giờ tao bệnh tật, khổ lắm mới nhờ mày, mà mày lại từ chối à? Thế mẹ không nhớ ngày xưa ai là người cho mày vay tiền để đóng tiền học à? Ai là người tìm từng cái phòng trọ một? Rồi những lúc mày khó khăn nhất, ai là người ở cạnh mày? Thế mà bây giờ tao nhờ mày, mày lại không giúp tao à? Nhưng mà cái chuyện này nó tế nhị, chứ bình thường mày nhờ cái gì tao có bao giờ từ chối đâu. Thế tóm lại là bây giờ mày có giúp tao không? Hay tao đi nhờ người ngoài? Thôi được rồi, để tao giúp. Giúp tao nhá. Nhưng mà tao thấy cứ làm sao ấy, cứ như kiểu tao là tiểu đam ấy. Mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Đây là mày đang làm việc tốt đấy nhá. Mày giúp tao đi chữa bệnh, để gia đình tao được êm ấm. Chứ mày nghĩ là đang dung túng cho tao đi làm cái gì à? Gì đấy? Đây là loại nước hoa của tao, cái mùi tao hay dùng ý, cho mày giống mùi của tao một tí, chồng tao ôm mày cho yên tâm nhá. Tụi đi đi, đi nhanh còn về. Đợi hơi lâu đây. Ui giời ạ, anh có biết là em phải nhì nhằng sắp xếp mãi thì cái Linh bạn thân của em mới chịu nằm với cả chồng em không? Thế còn em, bây giờ em có chịu nằm cùng anh? Sao? Anh có làm cho em thỏa mãn hơn thằng chồng của em không? Anh còn phải hỏi nữa à? Thằng chồng của em ý, tuy bề ngoài trông sáng láng thế thôi, chứ nội thất bên trong á, cũ rích, chán chết đi được. Cũng biết là mình yếu sinh lý đấy, cũng chăm chỉ uống thuốc bồi bổ, nhưng mà chán lắm, chưa đi chợ đã hết tiền rồi. Cái này người ta gọi là năng khiếu bẩm sinh rồi. Nhiều thằng ấy có cố mấy cũng không được đâu. Mà này, em có định để hai đứa mình lén lút đến bao giờ đây? Mình không cần phải vội vàng chuyện đó đâu anh. Bây giờ ngày nào mình cũng được ở bên nhau quấn quýt như thế này, chẳng lẽ không làm hài lòng anh à? Hài lòng thì có hài lòng, thế nhưng mà em không định bỏ thằng chồng của em à? Không phải là như vậy, nhưng mà
anh phải cho em thêm một chút thời gian nữa để em bòn rút nốt số tiền của hắn, sau đấy ly hôn và công khai anh. Thế nhưng mà em cứ để cái Linh bạn em nó ngủ với đàn chồng em suốt thế à? Không, em chỉ cần nó giúp em đến cuối tháng thôi. Cuối tháng này là lão ta đi công tác nước ngoài cả năm trời, lúc đó thì mình tha hồ. Trời sáng rồi sao? Chết rồi, anh ấy sắp dậy rồi hay sao ấy? Sao em dậy làm gì? À, em vừa đi vệ sinh, em vào thì đúng lúc anh tỉnh đấy. À mà vẫn còn sớm, hay là vợ chồng mình ngủ thêm đi. Thuốc bổ của anh đây, em vừa sắc xong đấy, anh uống đi cho nóng. À mà anh bảo này, không biết là có chuyện gì không, nhưng mà từ lúc anh uống cái thuốc bổ này, đêm nào anh ngủ cũng lạ lắm. Cảm giác như là có người lạ ngủ cùng với anh ấy, nhưng mà sáng mở mắt dậy thì anh thấy lại là em. À, chắc là do anh căng thẳng quá thôi, nên mới có cảm giác bất an. Mà anh bảo này, hôm trước ấy, anh thấy Linh sang nhà mình chơi sớm nhỉ? Sáng mảnh mắt ra anh đã thấy Linh có mặt ở nhà mình rồi. Đúng rồi, dạo này á, em hay hẹn cái Linh qua sớm để bọn em đi tập thể dục mà. Có thật không đấy? Dạo gần đây anh thấy em với Linh cứ thật thà thật thụt to nhỏ chuyện gì đấy nhá. Có giấu anh gì không đấy? Bọn em là bạn thân mà, thiếu gì chuyện để buôn. Với cả chuyện đàn bà con gái, anh quan tâm làm gì nhiều. Sao trước mày đi cả đêm không về đấy? Lúc 12 giờ tao chưa thấy mày đâu, tao gọi điện cho mày rõ là nhiều. Đợi mày cả đêm, mà mày biết lúc ấy tao sợ thế nào không? Khổ quá, tối hôm ý tao phải gây mê để bác sĩ người ta làm thủ thuật cho, nên phải làm lại phòng khám cho tới sáng thì mới tan thuốc mê được. Tối nay mày không cần phải sang ngủ thay tao đâu, hôm nay tao ở nhà ngủ cho ông Thắng ông đỡ nghi. Trà ơi, mày xong chưa? Về ngay nhá. Tao phải đi bây giờ. Khách hàng của công ty tao đang đòi đổi hợp đồng gấp. Tao phải đi gặp khách luôn. Ui, giờ đã làm xong đâu. Mày ở lại thêm một tí không được à? Không được, khách hàng này quan trọng với tao lắm. Thế mày đi trước đi cũng được. Ông Thắng dậy mà không thấy tao đâu thì tao sẽ có cách giải thích với ông ý. Alo chị ạ, em đến khách sạn chỗ chị đang ở rồi đấy ạ. À dạ vâng, nếu mà chị vẫn đang bận thì chị cứ làm xong việc đi, em đợi được ạ. Dạ vâng ạ.
Chuyện này là sao chả? Mày nói với tao là mày đi khám phụ khoa ở phòng khám cơ mà. Phòng khám của mày là khách sạn à? Tại sao mày lại nói dối tao? À, đây là Linh, cô bạn thân nhất của Trà. Trà bạn em nói đúng mà, bạn em đi khám phụ khoa đấy. Anh là bác sĩ này, anh chữa lành cho cô đấy. Anh là bồ của Trà đúng không? Anh biết Trà có chồng rồi chứ? Tất nhiên là anh biết Trà có chồng rồi, anh thông minh mà. Không những là anh biết Trà có chồng, anh còn biết chồng Trà bị yếu sinh lý, không đáp ứng nhu cầu được cho cô ấy. Không thể nào mà bằng anh được. Hóa ra vì chuyện đấy mà mày bỏ chồng mày ở nhà đi ngoại tình à? Mày có biết thế là vô đạo đức lắm không? Mày định lên mặt dạy đời tao đấy hả Linh? Đây là chuyện riêng của tao, mày đừng có xía vào chuyện riêng của mày. Nhưng mà mày đã lôi tao vào rồi, mày lừa tao để biến tao thành đồng phạm của mày, để lừa dối chồng mày. Tao cố gắng giúp mày làm cái việc hoang đường là ngủ với chồng mày chỉ vì tưởng mày có vấn đề về sức khỏe. Chứ nếu giúp mày để mày đi ngoại tình như thế thì tao không chấp nhận đâu. Không chấp nhận thì mày định làm gì? Mày nói với chồng tao chắc? Trước hết, tao sẽ không giúp mày nằm ngủ với chồng mày nữa đâu. Mày tự đi mà lo liệu. Mày phải giúp tao. Mày không những phải giúp tao mà mày còn phải im mồm với chuyện tối ngày hôm nay nữa. Tại sao tao lại phải làm thế? Tại vì tao có thứ này. Linh này, nếu mà mày không giúp tao mà có bếp xếp bất cứ một chuyện gì với chồng tao thì tất cả những cái bức ảnh này sẽ được tung lên trên mạng. Lúc ấy gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của mày sẽ chỉ tin mày là một con tiểu tam đi ngủ với chồng của bạn thôi. Mày, sao mày làm thế với tao? Tao là bạn thân của mày cơ mà. Mọi người sẽ chỉ tin vào những tấm hình như thế này thôi, chứ ai đời người ta tin chuyện mày ngủ với chồng tao là do tao nhờ mày. Khó tin lắm. Bây giờ mọi người sẽ theo dệt tất cả những chuyện bậy bạ về mày. Mày sống không ngóc đầu lên được đâu Linh ạ. Mày, tao cũng không muốn phải dùng cách này để ép mày đâu Linh ạ. Cho nên mày đừng ép tao. Đúng là cục cưng của anh. Trong đầu em ấy, chắc lúc nào cũng có vài fan dự phòng. Bye bye. Hôm nay khách sạn này còn có cả nến thơm cả, thèm phết. Anh vào đi. Anh cầm chìa khóa mà. Khiếp, lấy đồ ăn thì mà lâu thế. Sao chồng lại ở đây? Cô vẫn còn nhớ có tôi là chồng. Sao anh lại dậy rồi ạ? Anh chưa hề ngủ. Anh chỉ giả vờ ngủ để xem những gì anh nghi ngờ có đúng hay không thôi. Là sao? Là anh biết hết mọi chuyện rồi ạ? Từ cái hôm em sang nhà anh chơi muộn cho đến những hôm em thì thầm to nhỏ với cả vợ anh là anh đã thấy nghi ngờ rồi. Cho đến hôm nay, anh hết thuốc bổ mà chưa mua được. Anh cố nhắm mắt nhưng không tài nào mà ngủ được. Thì anh nghe thấy tiếng vợ anh bỏ đi và em lẻn vào trong nhà. Thế sao? Anh biết rồi mà. Anh không vạch trần ngay từ đầu lại còn già vào ngủ làm gì ạ? Vì anh muốn biết vợ anh bỏ đi đâu. Kể cha nó đi. Mà thôi, chuyện của vợ chồng anh thì hai người tự giải quyết đi. Em không can dự đâu. Em nói đi, vợ anh trốn đi đâu mà phải bày ra cái trò này? Em không muốn nói dối đâu, nhưng mà em không nói được. Chả nó là bạn thân em mà em bị đứng ở giữa, chuyện này nó khó xử lắm. Anh tin em là một cô gái đủ hiểu biết để hiểu rằng có những chuyện em không thể giấu giếm mà Linh. Em yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không làm gì quá quát hay làm ảnh hưởng đến ai đâu. Nhưng mà
Thầy trả nó giữ mấy bức ảnh mà em nằm ngủ cùng với anh. Nó dọa nếu em mà nói ra sự thật thì nó sẽ tung lên mạng để bôi nhọ em. Em yên tâm, anh sẽ giúp em xóa bằng được những bức ảnh đấy. Nhưng mà anh phải bình tĩnh em nói nhá. Cái trà nó nhờ em sang đây ngủ cùng với anh là để nó đi ngoại tình ạ. Đi làm vất vả lo cho cô từng tí một. Cô ở nhà ăn no rồi mỡ cắm sừng lên đầu tôi à? Cô thấy choáng váng xây sẩm mặt mày đúng không? Là do cô ngửi quá nhiều nến thơm đấy. Sao? Chẳng lẽ anh... Đúng rồi đấy. Là tôi. Tôi đã mua chuộc nhân viên dọn dẹp vào để người ta tẩm thuốc bằng nến thơm và cho vào phòng của hai người đấy. Bây giờ thì tận hưởng đi. Xóa hết ảnh của anh và em trong máy cô ta rồi. Mày là bạn thân của tao mà mày lại phản bội tao à? Mày lại bạn đều. Câu đấy phải dành cho mày mới đúng chứ. Mày lợi dụng lòng tin của tao để lừa dối tất cả mọi người. Bạn thân của mày không bao giờ làm những chuyện như thế đâu. Đây là kết cục xứng đáng cho mày. Mày đi thôi.